ấy dài dài này 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 Min này đây này, thấy không? Đẹp không? Chó thương mà, Min thương mà. Đau 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 đau. Alo. Được hết. Min còn. Thế này à? Ừ. Còn này không? Này, cho chó nhé. Bay. Bay. Bằng. Ừ, chó ăn rồi kìa. Ô, ngon quá. Nó chó. Min có ăn cái loại này đâu mà. Ừ. Min có ăn đậu xanh đâu mà. Ừ. Lúc nãy à, bà bảo con lấy con Min, xong rồi bánh đậu xanh, con lấy con Min, xong rồi con cho Min một hột, Min vứt đi. Bây giờ con bóc cho ai? Cho chó hay cho Min? Chó. Ừ. Để ở trước mặt được gì đó, không cần mang ra ngoài kia đâu. Nó dính không cần được à? Không được lấy đến đâu đâu, để dưới đất đấy. Con cầm mình sữa đặt ra bên cạnh. Hết rồi, kể đi. Cho con xem cho con này. Bỏ cái này ra, bỏ cái ra. Ờ, để nó coi. Con thấy con chó ăn ngon chưa? Nó ăn kẹo luôn này các bạn. Ăn kẹo à? Con cũng ăn một miếng nào. Hết chưa? Vào nhà lấy ăn đi. Min cũng ăn đây kìa, thấy ngon hay sao á. Không cần đâu, lấy cả đống nó một cái, hai cái được. Thấy con chó ăn cái Min lại lấy trong mồm ra chứ. Min. Nào. Đánh chó. Đánh chó. Min nhé. Hư đánh chó phải không? Chả con lại đi đâu rồi? Hả? Con này. Ui, nhiều thế. Hôm nay không lấy được nhiều thế này đâu. Ê, anh bóp cho. Ê. Anh bóp cho. Anh ơi. Cất bớt đi con. Này con Min bóc hết này. Bóc vứt hết rồi kìa. Nhặt bớt đi, nhanh. Nhặt cất đi. Cất mấy hộp còn nguyên đi. Đấy. Này con Min bọc xé hết để thấy không? Thằng Min có biết ăn đâu. Nào, nó vứt xuống dưới này hết rồi à? Thằng Min điên. Đứa Min có phải thằng đâu. Min làm gì Min hả? Không ăn mà nghịch dễ hả Min? À, đây cắn bình sướng nhá. Cho con ăn này. Này, thích xé thôi. Thích xé đâu, thích ăn đâu. Này con chó này. Này của anh. Không có Min mà. Mình chó không ăn nữa đâu con ạ, đừng bóc nữa nhé. À, nó thích ăn trứng cút thôi. Đây con miếng này, chó đây. Đây, nó ăn trứng cút kìa. Đấy, đấy. Mình thích xé thích nghịch thôi. Đi đâu ấy? Chưa có, xe cày với con nữa. Dạ. Con lên xe cày nữa, đi vòng vòng cũng được rồi. Lần đầu tiên đừng đắt rồi đi chơi.